Bây giờ đâu có gì. Đây này. Giờ camera. Camera chị để phòng hay là ai để đấy chị? Hay là nó cúc nhỉ? Sao hỏi sao không phải không? Chắc chắn chỉ có thằng kia nó lắp thôi. Thế chị vừa đảm bảo là anh kia nó đang kiểu là hãm hại chị đấy. Xoay nó nén chị đấy. Chị đập đi, vứt đi. Nó là xoay chị mà. Lắp camera này. Này vừa vứt cái gì đấy? Hả? Ở trong phòng đấy riêng anh còn lắp camera làm gì? Camera là lúc nào? Chả anh đúng cãi, em vừa thấy anh phòng chị Nhung có camera nhá. Em gọi cho ba qua bảo không phải vậy. Thì chỉ có anh lắp chứ còn ai nữa. Mẹ tao lắp lúc nào? Mày nhìn thấy tao lắp không? Thế sao? Nhà không qua lắp hết đấy. Mà bữa em đi có việc về em mới thấy. Mẹ bây giờ tao mới đâu được, tao vừa về mày bảo tao lắp camera. Mày điên à? Thế sao phòng chị Nhung có camera? Chị ơi, chị cứ về nhà nghỉ ngơi không sao khác bình thường được. Mẹ có mẹ đi tìm nó từ sáng giờ không thấy. Không, chị vào bây giờ nghỉ ngơi đi. Mẹ không khác bình thường sao mà. Ngồi cho mát này. Vâng. Mà đi dình con Thư từ sáng giờ mà không biết là nó ở chỗ nào luôn. Chẳng lẽ giờ chiều nay để tí cho người đi tìm luôn. Không, chứ mọi người không khác tìm được mà. Sao chị phải xếp mẹ ao đi, tìm được phải xếp mẹ ao đi. Chờ Phan gặp nó Phan luôn đi. Ôi chị ơi. Em thấy cái gì ở chỗ trên kia kìa. Đi rồi. Đâu có gì. Đây này. Đi rồi. Camera. Camera chị để phòng hay là ai để đấy chị? Hay là bác Cúc nhỉ? Sao hỏi sao không phải không? Để chị gọi cho bác Cúc xem. Alo bác Cúc à? Sao trong phòng bác lắp camera hả bác? Thế bác không lắp, chắc anh Kiên lắp, chắc anh lắp rồi bác ạ. Vâng. Anh Kiên lắp hả chị? Chắc chắn chỉ có thằng Kiên nó lắp thôi. Thế chị vừa đảm bảo là anh Kiên nó đang kiểu là hãm hại chị đấy. Xoay nó nén chị đấy. Chị đập đi, vứt đi. Nó là xoay chị mà. Lắp camera này. Này vừa vứt cái gì đấy? Hả? Trong phòng ấy riêng anh còn lắp camera làm gì? Camera là lúc nào? Chả anh đúng cãi, em vừa thấy anh phòng chị Nhung có camera nhá. Em gọi cho ba qua bảo không phải vậy. Thì chỉ có anh lắp chứ còn ai nữa. Mẹ tao lắp lúc nào? Mày nhìn thấy tao lắp không? Thế sao? Nhà không qua lắp hết đấy. Mà bữa em đi có việc về em mới thấy. Mẹ bây giờ tao biết đâu được, tao vừa về mày bảo tao lắp camera. Mày điên à? Thế sao phòng chị Nhung có camera? Nhà đây mới có bắt có cả em anh rồi. Em mất đi rồi. Mẹ mày bố nó thả mày luôn, bố mày lắp đấy để bố mày theo dõi mày đấy. Được chưa? Theo dõi cái gì? Bây giờ tao theo dõi mày từ hôm trước ấy, tao dình cái mày định bỏ bùa mẹ tao, tao bây giờ tao theo dõi mày xem mày có phải là mày bỏ bùa không ấy. Thì mày thích biết không? Tao đã bỏ bùa rồi mẹ. Ra nhặt lại. Chị ơi, mất mẹ đi. Không vì bảo đấy chị ạ. Ra nhặt lại trả tao. Mày vứt cái này à? Cùng mày là mày vứt đâu phải à? Cái này không phải là nhà của mày đâu, hiểu chưa? Đây là mày cũng có quyền gì ở mày đâu, vào nhà của tao đâu. Nhưng mà phòng đấy em đang ngủ trong đây, có mỗi mình em giờ, tự nhiên anh vào anh lắp camera. Tao bảo mày này, tao lắp đây để tao xem bộ mặt của mày luôn đấy. Tao theo dõi mày đấy. Mày sợ à? Em đéo mày sợ nhưng mà lắp camera nó... Mày sợ hay gì nào? Còn này, tao thật mày, nếu mà mày không sợ thì mày đéo mà vứt nhà đâu. Như phòng em không thích lắp camera nữa thôi. Mua trả ra cái mới. Còn là tao lắp cho tao đéo làm gì mày được chưa? Làm sao mày nào. Nhưng mà anh ở đấy đâu mà, trong đấy đâu mà anh lắp làm gì? Thì mày đi về đi, tao lắp ở nhà tao thì tao thích tao lắp. Đây là nhà của tao mà. Nhưng đây phòng riêng của chị Nhung sao mày lắp? Phòng riêng cái gì? Đây là phòng của tao với cả là của Thư nhá, tao chưa cho mà mày ở đâu. Nhưng mà anh ra ngoài nhưng mà bác bảo cho em ở trong đấy rồi. Giờ bác quyết định cho em ở trong phòng đấy rồi. Quyết định... em một là em ăn thôi chứ không có con Thư đâu nên anh đừng có nói ở đấy.
Thế mày sợ đúng không? Mày chắc mày làm cái gì có tất với tao là mày nên mày sợ đúng không? Nhưng mày mới phải rất như này đúng không? Em chả phải sợ gì hết, nhưng mà tự dưng anh vào lắp camera xong anh nghi ngờ em theo dõi em như thế. Tất nhiên là tao phải lắp rồi, bởi vì là nhà của tao là tao có quyền tao lắp. Bây giờ tao ra ngoài tao ở riêng rồi. Nên là những cái thứ gì mà tao thấy khuất tất với cả là tao muốn lắp để tao theo dõi, để xem bộ mặt của mày như nào. Nhà của tao thì tao có quyền mà đúng không? Không phải nhà của mày đâu. Bây giờ mày cảm giác mày ở đây ấy mà mày không ở được thì mày đi ra chỗ khác. Còn là nhà của tao thì tao lắp vào để tao theo dõi. Bây giờ tao ra tao ở riêng rồi, tao bị đéo rồi. Em chả đi đâu hết đấy, bác cho em ở đây rồi. Còn ấy, anh lắp camera nó giờ anh lắp như thế, giờ trong phòng mỗi mình em chứ có ai. Thì tao lắp mày làm cái gì cho thỏ mèo ở trong phòng tao biết hết. Chưa? Nhưng em không thích thế. Như phòng con gái mà. Phòng con gái trước nó bỏ bùa đấy. Mày là thằng nào ấy? Em của chị Nhung sao không anh? Mày chúng mày đi xuống nhau đi đâu chứ mày rủ nhau để làm gì? Em sang đi chơi thì em giáo. Mày này rủ nhau sang đây mày. Lớn vừa nay đi có việc về ấy. Chắc là rủ nhau sang đây bắt đầu là định làm cái trò gì ở đây nhà tao thì xong bắt đầu là hãm hại nhà tao. Bây giờ ấy kể cả mày phút như thế nhá, tao thật mày luôn, tao đi mua cái nhà mới cho nó. Anh cứ mua về đi em đập hết. Nhà của tao đấy không phải mày đừng động vào, tao chưa nói chuyện mày đâu. Mua là tao cái ngay cái mới. Em bị gì phải mua? Mày tự tiện vứt. Rồi anh đã cho phòng bất quyền riêng tư của em. Riêng tư, đấy là không phải ở nhà của mày. Riêng tư, đừng có nói cơ cơ với tao. Mày này, không phải về của mày đâu mà mày vứt. Mày để xem mày vứt đi xong. Thế sao anh không bắt ngoài này đi trong cái yêu của em trong đấy anh lại lắp trong đấy làm gì? Tao lắp ở đây, tao cho mày ở đây được chưa? Sao? Em làm sao mày theo dõi? Mày bộ mặt của mày giả tạo. Tao lắp để cho xem bộ mặt thật của mày đấy. Xong rồi tao biết được bộ mặt thật của mày, tao lắp lên cho cả thế giới này xem. Anh biết thì người khác không nói, chứ đừng nói mồm không. Thế này không thấy nhục lắm. Thế sao mà phải vứt nhà mới sợ? Chắc là làm cái gì khuất tất thì sợ quá nên là phải vứt này đi đúng không? Nhưng mà... phòng em không thích lắp camera thôi. Ừ không thích lắp thì tao lắp ở ngoài. Đấy tao lắp và mai tao mua ba cái lắp ở ngoài để tao xem mày có dám làm gì ở nhà tao không. Ừ anh lắp thoải mái. Anh càng mua thì không càng đập. Bây giờ ở nhà người khác rồi, xong là hôm trước tao phát hiện ra mày có cầm cái bùa đấy, chắc chắn tao hỏi khách nhau. Nếu mà cái đấy là bùa ấy, mày liệu hồn sao? Còn này tao cá chắc chỉ có mày với là người bỏ bùa như thế, không còn ai đâu. Có thật. Em thì đéo phải bỏ bùa như thế. Chỉ có mày làm đéo tao khoai. Nhà tao chẳng lẽ tao bỏ bùa mẹ tao à? Còn nói thật đi, mày không bao giờ mày giấu mãi đâu. Em chả gì phải giấu. Cái kim trong bọc lâu ngày anh nói ra thôi. Kể cả bây giờ mày giấu mãi. Khi nào anh có vật chứng thì anh đang nói thôi. Hôm qua tao bắt gặp mày ấy, tao nhìn ở ngoài ấy, tao chưa bắt tay thôi. Tao nhìn thấy mày đút cái gì ở trong cặp trong. Em tìm quần áo. Tìm quần áo mà tao nhìn vào thì là thấy cái bùa trong đấy à? Mày không đút vào thì chẳng lẽ nó tự rơi à? Thế nếu nó ở đấy sao thì sao em không biết? Biết xong anh ra lục xong anh thấy giờ anh đổ lỗi cho em à? Anh bảo tất cả tại em. Mày thì mày cãi kinh rồi. Mày cái đồ đấy, tao mua cam khác tao lắp. Mày anh mua về đi, riêng mày anh mà lắp ở trong đấy nhá, em đập hết luôn. Mày cứ thoải mái đi, tao ra tao mua nhà mới, tao ra tao lắp. Mày vứt thoải mái, khá thoải mái. Thôi chị ạ. Đợi ông ấy mua mình càng đập. Mình sợ cái gì ông ấy. Mẹ ông mua về cái nào thì đập hết luôn ấy. Chắc ông lắp làm điều gì mà em với chị đi. Ông nghi là ông cứ đổ lỗi chị này bỏ bùa bắt cúc xong rồi. Hôm qua ông cho ông trưởng xuống ông đánh chị. Tí về nói chuyện rõ bác cũng luôn. Bảo bác cũng luôn đi. Bảo thẳng bác ấy luôn, giờ như thế sao được. Giờ lúc tí nó cho người đi tìm nhá, gặp con thứ phát đánh luôn. Đánh nát mặt luôn. Phòng con gái mà lắp camera vào. Nãy chắc lại con thư nó xui dại cái gì ấy. Mai em chị tìm con thư pha chết mẹ ơi. Thôi vào đây ngồi thôi.